Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Zero Gaming và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series Zeraia tập 7. Thì ở tập trước thì mình quay cái đó khá là dài nhưng mà chả có gì hay ho hết. Thì đây mình đã giới thiệu là chúng ta có cái này. Ok. Mình nghĩ là mình nên mở rộng cái nhà phải không? Đủ nhà chưa? Từ từ. Đủ kia nó mình còn dư dư nhà mà phải không? Từ từ xem. Oh shit, tại sao nó không cho ta? Kìa, chắc mình phải bỏ cái này đi. Thay bằng gỗ luôn. Gỗ. Ok, thử căn phòng này. Kỳ ta. Đau đầu quá. Ok, thì mình sẽ tìm cách sửa chữa lại căn nhà sau. Chỗ này còn tận dụng được. Mình sẽ đào cái này lên trên đi. Không biết sao nó bị gì nữa. Thì mình sẽ tìm hiểu về cách làm nhà sau. Tại bữa mình làm cái này chủ yếu là cho nó đẹp nên là chưa có làm kỹ lắm. Để bừa đi. Với lại giờ phải vô dungeon. Chắc chắn là phải vô dungeon rồi. Thì ta sẽ vô dungeon để farm một số thứ. Bán. Còn gì để bán không? Này để lại nè. Ok. Hai cái rừng mình nên để nhà đi. Ta. Hey, yeah, rừng nè. Mình cũng hơi nhiều rương. Đây, ok. Giờ chúng ta sẽ đi ra dungeon. Dungeon. Mình chả biết gọi sao nữa. Ok, mình sẽ skip. Ok, thì chúng ta đã tới dungeon. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tiếp. Cho ai này lên cầu đó. Ok, xong xuôi. Mình nên kêu con này ra góp tiền vào. Ok, ta đi tiếp. Mình cứ hay quăng cái đó ra. Giờ mình có cái giày bay rồi, cũng hơi tiện lợi một tẹo. Đau quá anh ơi. Fuck shit. Closet vô đồ đòi. Các bạn biết đó là gì không? Cái đó là món đồ để chúng ta đánh lại con boss dễ nhất của mình. Skeleton Head. Đánh lại nó một lần nữa. Đó là cái đồ để đánh với nó. Ok, thì mình sẽ đem về mình cất. Tại mình chưa muốn đánh với ai cả. Kìa, mình vẫn có rất là yếu. Thế là mình vừa mới bỏ đi một cái vũ khí mạnh gần như bá ơi là bá đầu game mà các bạn cũng đã biết. Legendary Murasama. Ê, Mura gì đó, chả nhớ tên. Cái đó đúng là mạnh luôn á. Nhưng mà ok, bắt một mình đã phải bỏ rồi. Giờ chúng ta sẽ kiếm lại một cây mới, hy vọng nó sẽ tốt, đừng có như cái mà hôm bữa mình lượm được. Vãi cả lazy. Trời ơi, mình lực cái đó xong mình điên. Mình cứ tưởng là nó sẽ cho lại mình cái gì ngon ngon xíu mà nó cho lazy thì mình chịu. Rank damage. Thì đó chả quan tâm. Mệt quá. Sao cái này xui ta? Mình nhớ là bữa mình ăn quá trời mana một chút. Thì các bạn có thấy cái thì mình vừa mới búp thêm một cái ngôi sao mana. Thì giờ mana của mình là 120.
120 ấy. Fuck shit. Rồi mình sẽ ra chỗ đấy. Fuck. White stepper. Này gọi là vòi phun nước tự động, ok thì cũng được. Mình loot on đi cho lẹ. Lấy luôn cái rương. Chỗ này nguy hiểm quá. Trời ơi, mình chưa làm được cái hút nào hết trơn á. Cũng buồn. Cái hút là một thứ khá quan trọng ở cái đầu game. Nó giúp mình di chuyển rất là dễ dàng. Chứ mà tình hình là bữa trước thì con Goblin chết rồi. Mà bây giờ bạn thấy nhà mình bị hư rồi nên con Goblin nó chưa có tới gì, nó chưa có spawn lại thì chúng ta đành phải ngồi đợi. Ủa cái rương đó mình lấy rồi mà. Mình để lại nguyên cái rương ta. Phát không có góc bán. Ok. Lộ á. Ồ hết hồn, tưởng té từ độ cao đó sẽ chết mất máu chết gì đó. Ok. Kêu. Trong đây có gì? Cũng hết rồi, mình không đào ra ta. Mấy bữa quen nè. Anh ơi, một đám đây luôn. Fuck you bitch, fuck you. Mấy biết giọng mình còn quá nhỏ không nhỉ? Mình cảm thấy là video trước mình nói gì chả nghe thế chứ đấy. Trời ơi, mấy cái bẫy này làm mình mất hết máu rồi. Hai thằng một lúc luôn. Ba. Ok. Vừa rồi làm lắc game chút xíu. Lại mày nữa. Quá. Là còn thế chứ. Nhớ mình đi hết mấy cái này rồi. Bên đây mình chưa qua. Ok. Hả? Tao chưa vào mày đã spawn ra ngoài rồi. Fuck shit. Không có water candle mà nó. Nó mở được cửa. Ok, thì lâu đài của nó mà nó không mở được cửa thì ai mở được nghe. Số 8 nè, tạm thời chặn cái cửa này lại. Fuck. Tôi cần mở cái rương thôi. Jealous. Ok, hai cái cloti rồi đó. Mình đem nhiều thứ lên tinh quá. Đây là một cái rune đặc biệt, cái chìa khóa đặc biệt mới mở được. Thì mấy bữa cái tập mà bị hỏng ấy cũng có một cái rune đặc biệt mà quên cái rune tên gì rồi. Thì mình cũng đã nói là đây là một cái rune đặc biệt y chang như mình vừa nói và cái clip đó mất rồi. Cái gì vậy? 7. 7. Cái gì vậy? Một cái bẫy mà hai cái nút á. What? Đây nữa. Nhất định bay phải làm bẫy như vậy rồi. Mình có bom này. Nhiều thứ linh tinh quá. Mình sẽ cất vào đây. Bỏ đi. Rồi mình lấy này làm gì ta? Bỏ này vô. Bỏ vô. Ủa? Mình mới lấy con chest. Tưởng nãy mình đặt rồi mà nó vẫn còn thì hơi bị ảo. Cơ thì cái này đem bán được. Tưởng phải đánh lộn chứ. Cái thì hi. Này bỏ rác đi. Dây điện quá trời. Bỏ rác. Tuyệt vời. Cái short đó thì sắp xếp lại túi cho mình thôi. Đây. Còn trong đây là Murashaka gì đó. Musa. Nói chung là cái kiếm đó. Vô. Và được cái copper shield. Cũng ổn thôi. Platinum. Một đống đốt nữa. Vô đốt rồi. Nó vẫn còn một cái nút này. Fuck. Ném chết rồi. May là chúng ta bằng một cách thần thánh đó đã cách thần thánh nào đó đã tránh.
Trời ơi đau quá. Mình phải làm cái này thôi. Tao bất chấp rồi. Tao ghét tụi mày. Tao đã ghét cái tụi mày rồi. Tao bất chấp hết nha. Biết cho nó có gì không nữa. Ok, mình chưa có làm cái hút nên mình sẽ bớt đi lung tung lại. Phải tập trung tìm mấy cái hòm và kiếm vàng 10 vàng. Quá hơi bị nhiều luôn á. Ơ 10 vàng. À không à không. Tại do mình lụm liên tục nên nó cộng thêm mất hồn tưởng gì. No. À, một giọt hết hồn. Tại sao chứ? Tại sao mày làm bậy với tao? Tao phải đào bỏ cái này. Thì mình được bán chép bom nữa. Vẫn ổn, vẫn đẹp dai, khói to. Ok. Mấy cái dây này mình cũng nói là mình không cần. Nhưng mà ra rất là cần. Cái dây bữa mình đi thám hiểm mình bỏ rồi. Không phải, ý là mình xài á. Bỏ ở đây tức là bỏ ra mấy chỗ mà mình từng leo á. Đó. Thì mình đã xài hết rồi. Mình đành phải dùng cái dây này thôi. Trời ơi. Chết tôi luôn. Heo. Đây là cái khúc khổ nhất của cuộc đời. Ok, thoát được một cái cũng đỡ. Thề mấy cái này nó đâm đau phết. Như giọng mình hơi bị khàn. Nếu các bạn nghe rõ thì ok, ổn. Nếu không rõ thì mình xin lỗi. Thì có vài bạn bảo là mình thích hợp làm video hướng dẫn hơn. Nên chắc đó là lý do mà cái series của mình trả được bao nhiêu like. Mà một cái video hướng dẫn được cả trăm like. Ít cả trăm view chứ. Lần đầu tiên trong suốt quá trình 4 ngày làm tự nhiên có một cái video búp lên 100 view là mình thấy hơi bị ảo đó. Trong khi các video còn lại thì cao lắm là mười mấy view thôi. Đầu phết. Chết tôi. Thì bên đây mình đã đi hết rồi đúng không? Ok mình đã đi. Ở đâu ta? Ok đi. Mình sẽ đi qua bên đây. Ê. Mày đừng có làm vậy được không? Fuck. Thoải mái quá. Đừng có nói là tôi sẽ không bao giờ nhận được một cây mua Asama thứ hai nha. Đừng có nói là ông chỉ cho tôi đúng một cây Legendary nhất rồi ông không bao giờ cho cây khác nha. Thì đây là cái rương mà bữa mình nói. Ê nãy mình nói chứ. Đó bữa mình cũng chỉ vô cái rương này. Mình nói là đây là một cái rương đặc biệt mà sau này chúng ta sẽ mở được cái kiểu. Chết đi em. Oh shit. Bình tĩnh nè. Chúng ta phải lên đây gỡ cái thứ khốn kiếp này ra. Đó, rồi thì nó sẽ đỡ quái. Ow. Bữa mình chết đây một lần rồi. Mình còn nhớ mà. Chúng ta đã hy sinh ở đây một lần. Nhưng mà cái video có ghi lại quên. Cái đó là phần mình quay sâu chứ không phải là phần quay bị mất. Thì chúng ta đã chết vì đứng nói nhảm ở đó một hồi. Sau đó lúc mà chưa kịp lấy gì hết thì rớt xuống và chết. Cái chết rất là có lý á, hợp lý á, hợp lại luôn á. Chết mà chết đỉnh cao đó. Cái này chắc là ra mấy con Demon Eye thôi. Oh god, quên nhìn máu, ok. Yes. Muramasa. Mình đã có lại nó rồi nha. Nhưng mà cây này chả được búp khỉ gì hết. Fuck. Nope. Ta không cho mày làm vậy. Mình đúng tiếc cái cây Legendary bữa. Tận 23 dam. Fuck.
23 đam đó. 23 đam của tôi. Cái thuốc cái thuốc này vô dụng lắm, bỏ đi. Lấy nốt cái rượu. Giờ nó có vụ một con quái mà nó rớt ra một lần hai cái mana. Ảo đấy. Ơi, nốt, nốt. À rồi, hết máu rồi. Đừng đừng phá nữa mấy anh ơi. Nãy giờ mình đi mình chả để mấy cuốn sách luôn, không biết có cuốn nào là Waterboy nữa không. Mình muốn cái Waterboy khác. Cái này cũng ổn nhưng mà mình muốn cái khác cơ. Này chán lắm. Ồ, thế là mình đã khám hết rồi sao? Cái đun nè. Này là spy, còn cái này cái hình như chỗ này mình chưa vô hết hay là mình nghĩ là mình vô hết rồi á. Và cũng rất là may mắn thì nguyên một cái dungeon này chỉ hai cây Murasama, cây đầu tiên và các cây legendary mà các bạn đã được chứng kiến mình nhét thẳng vào thùng rác. Và cây thứ hai là một cây bình thường. Ok, thế thôi cũng. Hội nghị zombie trong đây. Rồi xong, bye bye mấy em luôn. Quá dễ luôn á. Đó. Ê, em nói lại mấy anh ơi, không dễ tí nào hết. Rồi rồi mấy anh không dễ chơi tí nào hết trơn á. Em sợ rồi. Các bạn thấy sức mạnh của Waterboy chưa? Ghiền liền chứ gì. Bữa mình có cái Mythical đó. Mythical đó bạn. Mình nhớ không nhầm thì cái đó tới tận 23 đam hay 20 mấy. Nói chung là nó nhiều đam hơn cái này rất là nhiều. Và cái này nó tốn 10 mana thì cái kia tốn chỉ có 8 mana. Fuck. Quá xui mà. Quay sầm lông. Mình hận cái chương trình quay. Không hiểu tại sao nó tự đăng xuất được luôn á. Mình có đụng gì vô nó đâu. Nguyên một buổi chỉ ngồi chơi game Uncharted thôi. Ê, thì Uncharted mình download miễn phí trên stream. Thì do cấu hình máy mình khá là yếu với game đó. Game thế giới mở mà mình chơi không phải mình chơi single play. Mình chơi internet, mình chơi server của Việt Nam á. Thì cái FPS của nó lên tới tận 300. Lúc đầu mình cũng tính quay game đó như game lẻ rồi á. Vừa bật cái trình quay cộng cái game nó lên coi FPS nó lên 300, ok, bỏ luôn. Không quay game đó nữa, mình chơi mình thôi. Game nó khá là ổn. Cái đó đúng chất survival luôn á. Nhưng mà kiểu server Việt Nam thì đúng không, mình nghe server Việt Nam mình cũng vui lắm. Mà vô thì nó hơi bị đẻo xíu. Nó đẻo là đẻo luôn cái cách mình nói. Thì tại sao mình nói như vậy là bởi vì cái tội quản lý nó có cách quản lý như thế này. Thì bạn tạo account, bạn vô server đó thì có một cái tội đặt tên giống nhau là Nelson. Và cái ông làm chủ server làm cái gì á, mình nhớ không lầm là Nelson Aslan hay cái gì á. Thì ông đó rất là hoạt động, ông chiêu béo, ông treo server thôi. Xong rồi mấy ông còn lại như là thì cái server nào tạo ra cũng vậy phải không. Thì các bạn trả tiền, các bạn được lên VIP cái kiểu đó. Thì trong đó có vài ông thì mua bỏ tiền nạp vào mua VIP cái kiểu spawn đồ được rồi bla 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 các thứ khác. Thì ông chơi theo kiểu này nè. Thì mấy bạn vô trỏng, mấy bạn mới bắt đầu, mấy bạn là newbie á, tức là người em cái rương đặc biệt đó, người chơi mới á, bạn vô mấy bạn đâu biết gì đâu đúng không. Các bạn cứ tưởng server Việt Nam là vô người Việt sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ok, không hề đâu mấy bạn. Vô trọng nó có một cái lý rất hay như này. Vô trọng mình chơi một hồi luôn, mình thấy mấy người đó BM nói chuyện trên world nói quá trời luôn mấy bạn. Rồi nào là anh ơi cho em cái này, anh ơi cho em cái kia.
toàn là tụi trong cái cuồng hội nó nói chuyện nhau mà, tụi VIP nó nói chuyện nhau không à. Đó thì ok tạm ổn. Mình đứng mình chả biết làm, tại mình lười chơi single play quá, thì mình cũng thích chơi nhiều người cho nó cảm vui á mà. Thì mới vô mình chả chơi single play, chả chơi gì hết, mình chỉ vô coi cái tutorial, cái hướng dẫn á, mình biết được cái nút nó rồi, rồi xong mình vô thẳng internet mình chơi luôn, vô thẳng server Việt Nam chơi luôn, thì vô nó mới biết tụi đó chả chỉ gì cho mình hết trơn á, mình tự mò hết tất cả mọi thứ, sau đó thì tụi nó phán cái này. Thì mình chơi thử chung tụi nó thì có cái như thế này. Thì nếu mà vô trong game đó, mấy bạn tìm được tụi nó đi theo cái tuổi đó đó, thì thỉnh thoảng á nó quăng đồ cho nhau á, bạn thể vô hồi đồ như vô hồi cũ vậy đó. Đó thì các bạn sẽ sinh tồn được cho tụi nó thôi. Đơn giản là trong đám của nó có một thằng là admin của server, thì nó có thể spawn đồ thoải mái. Ok thì nó cứ vô nó thả đồ xuống cho tụi kia xài cái kiểu. Ô mình hết gỗ rồi. Thì đó vậy đó. Thì cứ đi theo thằng admin là ăn trọn vẹn thôi. Còn mình đi mình thì mình chết đâu kệ nó. Kêu là xe về Việt Nam chả có quan tâm gì nhau cả. Lúc nãy luôn. Thì đó là một cái rất là ức chế. Okay. Không biết sao như vậy thì ra sao ha. Nó còn bị gì nữa. What the. Các bạn coi nè. Cái nhà này không hề có bàn ghế thì tụi nó chuyển vô ở được. Còn cái chỗ mà mình đặt bàn ghế, đặt đèn cái kiểu đóng cửa cái kiểu thì nó chả chịu vô ở. What? Game bị lỗi à. Thì mình nói vậy thôi chứ chả trách gì server của người ta. Server người ta tạo ra là quyền của người ta, người ta muốn định sao người ta định đúng không. Mình đâu có thể nào mà chen vô mình nói này nói nọ được người ta. Ok thì có kệ cứ cho qua đi, nhà nó cũng là game ngoài mà mình đang chơi game này mình nói lung tung quá. Thì ok chúng ta thu hoạch được một cái cây kiếm, nghĩ là tập này quay ít thôi, quay ít thôi, chịu quay là cảnh được mình lấy lại cái kiếm là ngon ngon rồi ha. Rồi thì trời sắp tối, trời sắp tối, sắp tối. Ok thì mình sẽ dừng lại tại đây để tránh làm lãng phí thời gian của các bạn nha. Ok tập 7 là cái tập nhằm chán ngắn ngủi chả gì hot. Nghe thằng thằng làm video nó nhảm suốt mười mấy hai chục phút ba chục phút gì đó. Thấy nó lấy được cái kiếm xong rồi cái nó ngồi nó nói nhảm suốt chả lợi gì hả. Đó là một tập rất là nhàm chán. Ok thì mình đã xây được cái cục này lên rồi, mình đâu cần mấy này nữa. Thì đợi từ từ nó tự nở tiếp ha. Nghĩ đặt thêm một vài block ở đây nữa. Ok. Farm được có tí xíu vài drop à. Hay là chúng ta đào thẳng xuống. Mình nghe việc đó thì tất nhiên là phải để video sau rồi. Không lẽ nào là bây giờ. Sao nó cứ this is not a valid house ta. Game nó bị ảo. Game nó bị ảo hả? Hay là nó không cho mình. Ủa nãy các bạn thấy rõ ràng là thằng am dealer nó tới xong rồi bây giờ nó mất tiêu luôn. Đâu rồi, nó đâu rồi. What the. Mở map lên. Ai am dealer em ở đâu. Em ở đâu. What, không lẽ bị lỗi thì ta.
Ờ, nó dưới nè. Ủa rồi, nó tính ở căn nhà nào? What? 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 Ảo vậy? Ok ok, thì thằng này nó sẽ bán cho mình cái thứ này thì mốt mình sẽ cần tìm cái mua cái này trước ha. Một cái súng. Mình còn 12 vàng có thể mua đạn được. Mua nhiều đạn vào. Chín trăm chín chín viên đạn. Bỏ một skateboard đi ha. Skateboard 7 đam. Này cũng 7 đam. Ok, không quan tâm mấy. Ok, giờ chúng ta đã có một cây súng mini shot. Thì chắc dừng video ở đây rồi. Mình nghĩ là mình sẽ xây một cái chỗ để đánh con boss Reign of Cluto. Mình nảy ra một cái ý. Đợi chút xíu nữa. Chút xíu nữa rồi. Sẽ dừng video lại. Giờ mình đang muốn thử một chút tí tẹo thôi. Thử là mình mình lát tường chưa kỹ hả? Phải đó là lý do mà tụi nó không ở không thôi. Lát tường chưa kỹ nè. Tụi bay đừng có trách móc tao. Chỉ vì tao lát tường không kỹ nha. Thì mình sẽ thử lại một lần nữa. This house is not a valley housing. Fuck. Oh. Oh sure, hay là mình không được dùng cái workbench ta. Không, phải gì, cái thử chỗ lấy gì không? Đây cái bàn nè, đây là một cái bàn. Cút cái này ra, cái bàn. Thì nói cho mình là mình phải có cái bàn nó mới chịu nha. Am dealer. Ok, nó cũng vậy à. Ok, mình sẽ tìm hiểu cái sự vô lý này sau. Giờ thì mình sẽ tắt video tại đây. Bye bye các bạn.